Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trước khi vào cái số tư vấn điện thoại lần này thì nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua điện thoại hàng chính hãng mới 100% giá tốt đến từ các thương hiệu như là iPhone của Apple này, Samsung, Realme, Vivo, Oppo, đấy, Xiaomi thì các bạn có thể tham khảo qua tại clickbuy.com.vn. Còn nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua laptop cả cũ lẫn mới, hàng phần lớn là nhập Mỹ, chất lượng thì cực kỳ yên tâm, giá cả phải chăng và cấu hình rất cao, các bạn có thể tham khảo qua tại trungtrần.vn. Cái áo mà mình đang mặc này là áo của Trung Trần này. Đấy, thì tất cả thông tin về Clickbuy cũng như là Trung Trần, anh em có thể click vào dưới đường link nhé để có được mức giá tốt nhất. Còn bây giờ sau một phút quảng cáo, chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Mua laptop an tâm nhất đến trungtrần.vn. Trung Trần cam kết dịch vụ tốt nhất thị trường. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Tùng Nguyễn, bạn hỏi là: anh Dương, cho em hỏi là 10 triệu thì nên mua Galaxy Z Flip 3 hay là iPhone 11? Em dùng các tác vụ bình thường và ít chơi game. Chúc anh nhiều sức khỏe. Đấy, thế thì bạn Tuấn Anh có comment đấy là: một con dạng gập, một con dạng truyền thống. Bạn thích mẫu nào thì lựa chọn mẫu đó thôi. Đấy, thế thì cá nhân mình thấy là như này. Đấy là cái Galaxy Z Flip 3 thì thực chất là nó được định hình cùng phân khúc với cả iPhone 12 cơ, chứ lại không phải là iPhone 11. Đấy, tuy nhiên là nó là cái dòng điện thoại màn hình gập, nên thành ra là cái mức độ trượt giá của nó quá nhanh luôn. Nên là bây giờ cái mức giá hàng cũ của nó chỉ ngang với cả một chiếc iPhone 11 thôi. Thế thì với trường hợp hai cái chiếc điện thoại này ngang giá nhau như này thì chúng ta sẽ thấy là ví dụ như là iPhone 11 nó sẽ có một số những điểm yếu. Ví dụ như là điểm yếu về màn hình của nó chưa được đẹp này, nó không có 5G này, và bộ nhớ trong tối thiểu của nó chỉ là 64GB mà thôi. Đấy, thì cái Galaxy Z Flip 3 nó được cái là nó sẽ khắc phục được những điểm yếu này. Đấy là nó có 5G, màn hình của nó đẹp hơn, và cái bộ nhớ trong tối thiểu của nó đã là 128GB rồi. Đấy, thêm những điểm nữa, ví dụ như là Galaxy Z Flip 3 mình đánh giá là nó có thiết kế độc lạ hơn và đẹp hơn so với iPhone 11. Nhưng cái được của iPhone 11 ở đây là gì? Đấy là nó sẽ có thời lượng pin nhỉnh hơn Z Flip 3. Đấy, thế thì các bạn sẽ cân nhắc. Nhưng mà rõ ràng là một cái dạng gập với cả một cái dạng truyền thống thì so sánh nó khó. Nhưng mà nếu mà để mình lựa chọn về mặt trải nghiệm nhé, thì mình nghĩ là mình sẽ lựa chọn Z Flip 3. Bởi vì những cái trải nghiệm ở trên Z Flip 3 mình đánh giá là khá là thú vị. Đấy, thực sự là như thế. Và trải nghiệm thông thường cũng được mà. Mình thấy ví dụ như cầm Z Flip 3 lên thì như các bạn là nam giới đi, các bạn lựa chọn những cái màu mà nó mạnh mẽ một chút. Đấy, chứ còn Z Flip 3 thì nhiều người nói là ở cái điện thoại màn hình gập thì nó phù hợp với nữ hơn. Nhưng mà nếu chúng ta lựa chọn cái màu nó mạnh mẽ một chút thì cũng được mà. Gập ít thôi, được chưa? Đấy. Rồi, nhưng mà đúng thật là Z Flip 3 thì nó vẫn phù hợp với nữ hơn thật. Đấy. Thì anh em có thể cân nhắc nhé. Nhưng với mình thì mình nghĩ là nếu không quá lăn tăn cái việc là gập hay là truyền thống, hay là lăn tăn cái chuyện là dùng cho nam hay dùng cho nữ, thì mua Z Flip 3 hợp lý hơn. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Hiếu Hoàng. Bạn hỏi là: em tính mua iPhone 14 Plus nhưng mà chưa tìm thấy clip nào test về loa cả. Anh cho em hỏi là loa của 14 Plus nó có to hay không và nó có ngon hay không. Lần đầu dùng iPhone nên là anh tư vấn giúp em về khoản loa với nhé. Em cảm ơn ạ. Thực ra là cái lúc mà mình soạn cái video này ấy, thì cái iPhone 14 Plus nó vẫn có ở phòng mình. Nhưng mà khi mà mình làm cái video này thì iPhone 14 Plus lại phải trả lại bên đối tác rồi. Đấy, bây giờ chỉ còn mỗi iPhone 14 Pro Max ở đây thôi. Đấy, tuy nhiên là cũng chia sẻ với bạn luôn, đấy là cái loa của 14 Pro Max với cả 14 Plus ấy, khi mà chúng ta nghe nó giống như là 19 10. Đấy, nên là các bạn có thể nghe qua cái loa này cũng được. Đây là loa của 14 Pro Max nhé. Mình đang bật to hết cỡ đấy. Thank you.
Đấy, nó cũng sẽ kiểu kiểu như thế. Thì bạn nghe thấy như nào? Đấy, vừa rồi là mình những lúc mình để gần cái loa dưới này hơn này, để các bạn thấy là cái âm lượng loa dưới nó nghe như nào. Lúc mình để cái loa ở phía trên này nó gần hơn này. Đấy, tuy nhiên là các bạn chú ý nhá, là cái test âm thanh thì nó khó ở cái chỗ này là như này này. Đấy là khi mà các bạn nghe cái loa của cái 14 Pro Max này, xong rồi cái loa của cái 14 Pro Max này nó lại thu âm vào cái mic này, liệu cái mic này chất lượng thu âm nó sẽ như thế nào? Đúng nào? Đây nói thật chứ, mic của mình nó chỉ có khoảng 5 triệu thôi, nhưng mà nếu bây giờ nó thu âm bằng một cái mic 100 triệu nó sẽ phải khác chứ, đúng nào? Đấy, thế xong rồi thu âm xong thì mình up cái video này lên YouTube. Thế xong rồi các bạn lại bật cái loa của các bạn lên qua cái điện thoại của các bạn để các bạn nghe. Ví dụ bây giờ bạn lại đang sử dụng cái một chiếc Redmi Note 11 chẳng hạn mà bạn nghe, thì bạn làm sao mà có thể đánh giá được là liệu cái loa của 14 Plus hay là 14 Pro Max hay như này nó có hay không? Đúng, nên rất là khó, thực sự là như thế. Thế thì bây giờ về cái cảm nhận cá nhân của mình thì mình thấy là như này này. Xét ở trên tham chiếu một cái chiếc điện thoại nhá, thì loa của 14 Plus nghe tốt đấy. Chỉ có cái điểm mà mình chê một chút xíu thôi, đấy là cái phần loa ở phía trên này này, nói chung với loa thoại nó sẽ nghe bé hơn một chút so với cái loa ở phía dưới này. Tuy nhiên mình đánh giá là cái sự chênh lệch này nó sẽ rơi vào khoảng ví dụ như loa âm lượng ở phía dưới này nó tầm khoảng 10 điểm thì âm lượng ở phía trên này nó tầm khoảng 9 điểm rưỡi. Đấy, nhưng mà ví dụ như với Samsung ấy, thì cái độ lệch nó sẽ nhiều hơn đấy. Ví dụ như với Samsung thì mình nghe thì cái độ lệch ở phía trên này, ví dụ như cái dưới này được 10 điểm này thì cái trên này nó chỉ được tầm khoảng 8 điểm thôi. Đấy. Thì cái đấy nó sẽ là cái sự khác biệt. Đấy, còn tất nhiên nếu mà hãng nào mà họ làm cả loa ở phía dưới đối xứng ở loa ở phía trên này thì nghe nó sẽ đều hơn. Ví dụ như là ngày xưa ông HTC ông ấy làm cái loa boom sao ở trên mấy con HTC One M7, M8 ấy, đấy nghe như thế rất là cân bằng và mình thích cái kiểu loa như thế. Còn ông Xiaomi ông cũng làm cái kiểu đấy, nhưng mà cái loa của Xiaomi thì nghe nó đều ở hai bên, nhưng vấn đề ở đây là gì? Đấy là hai bên nó tệ như nhau, các bạn hình dung được không ạ? Đấy. Nên là cũng rất là khó để chúng ta nói. Nhưng vấn đề ở đây là gì? Đấy là nếu xét trên tham chiếu là một chiếc điện thoại thì iPhone 14 Plus loa nghe tốt. Nhưng nếu mà bảo là nghe loa ở trên điện thoại nó có hay hay không ấy, thì nói thật là chưa có một cái loa điện thoại nào mà mình lại thấy là nghe nó sướng cả. Đấy, sướng nhiều khi mình nói sướng đây là sướng so với điện thoại thôi. Chứ còn khi mà mình nghe nhạc ấy, một là mình đeo tai nghe, hai là mình kết nối với cả loa Bluetooth để mà mình nghe. Đấy, nói đâu xa, loa Bluetooth ở cơ quan mình đang đầy này, tại sao lại phải nghe loa điện thoại gì cho nó khổ ra, đúng nào? Đó, rồi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Nghĩa. Bạn hỏi là thời điểm hiện tại có nên mua iPhone lock hay không anh? Thế thì cá nhân mình thì mình cũng đang là một người sử dụng iPhone lock, và cái iPhone lock của mình là iPhone 7 lock rất là lâu rồi. Đến thời điểm hiện tại mình vẫn đang dùng và mình coi đó là một cái kỷ niệm của mình. Đấy, iPhone lock đã từng có một cái thời gian rất là hoàng kim ở Việt Nam, số lượng bán ra rất nhiều và có một cộng đồng sử dụng iPhone lock cực kỳ đông đảo ở Việt Nam, và nó là vô cùng đông luôn. Đấy, tuy nhiên là cái thời điểm hiện tại thì mình thấy là khi mà giá của iPhone quốc tế nó đang ngày càng giảm đi rất là nhiều, cũng như là sắp tới Apple khả năng sẽ có Apple Store chính thức ở Việt Nam, thì mình nghĩ là cái vấn đề thứ nhất là mua iPhone lock nó sẽ khó khăn hơn. Thứ hai nữa đấy là nếu mà cái mức giá chênh lệch giữa iPhone lock với cả iPhone quốc tế nó không nhiều thì theo mình là nên ưu tiên mua iPhone quốc tế hơn. Đấy là theo mình là như thế. Có những bạn ở cơ quan mình, các bạn mua iPhone lock xong sau này các bạn unlock lại thành iPhone quốc tế. Nhưng mà cuối cùng thì mình thấy là ngay từ đầu nếu mà cái giá nó không chênh lệch nhiều thì thôi mua iPhone quốc tế cho nó yên tâm. Chứ còn nếu nhá mà giá mà nó chênh lệch nhiều ấy, thì mình nghĩ là iPhone lock vẫn có cửa đấy, vẫn có cửa sống. Đấy, quan trọng nhất vẫn là giá đấy các bạn ạ. Quan trọng nhất vẫn là giá. Mình vẫn nhớ là cái thời điểm mà cái iPhone 11 Pro Max mới ra, hàng chính hãng của nó lên dưới hơn 30 triệu. Trong khi đó đứa em mình nó mua iPhone lock lúc đấy có 20 triệu, dưới 20 triệu. Cái khoảng cách chênh lệch tiền nó quá lớn, nó lên tới là 1/3 tiền mà hơn chục triệu. Thì lúc đó thì mình nói thật chứ mình sẽ mua ngay lock chắc chắn. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì vì giá nó không được quá tốt nên mình sẽ ưu tiên mua hàng quốc tế hơn. Đấy. Vì giá thôi chứ không phải là vì bảo là nó tốt hay là vì là nó không tốt hay như nào. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Lúa 2. Bạn hỏi là em đang theo dõi iPhone 12 Pro Max, thấy dạo này tăng giá khá cao, có nên mua vào thời điểm này hay không? Cho em lời khuyên, em cảm ơn. Thế thì bạn Hoàng Minh Nguyễn có comment đấy là đã quên mất, cứ từng câu một thì có hai câu liên tiếp để
các bạn lại soạn cho mình hai câu liên tiếp luôn, hôm nay trả lời thừa thêm một câu rồi. Ok, cứ trả lời từng câu một. Đầu tiên đấy là cái 12 Pro Max giá cao ở đây là, đấy là gì? Đấy là giá hàng mới tinh. Các bạn sẽ thấy là một số đơn vị là họ nhập về cái số lượng không nhiều, tầm khoảng 1000 con iPhone 12 Pro Max mới tinh và giá rất là cao, thậm chí là còn cao ngang với 14 Pro Max. Và như thế thì mình nghĩ là không nên mua iPhone 12 Pro Max mới tinh. Còn hàng cũ thì mình thấy là nó không có dấu hiệu tăng giá đâu. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy là giá nó tăng cao quá thì thôi đừng có mua. Các bạn hình dung được không ạ? Khi chúng ta mua là chúng ta phải thuận mua vừa bán, chúng ta cảm thấy là giá nó hợp lý với túi tiền chúng ta mua, còn nếu không thì thôi. Còn tiếp theo nữa đấy là anh Trâm hỏi là của câu hỏi của bạn Hoàng Minh Nguyễn, bạn hỏi là anh Dương Trâm hỏi là giữa camera tele trên iPhone 12 Pro với cả camera chính của iPhone 14 thì cái nào chụp xa ngon hơn? Thế thì rõ ràng là camera tele ở trên iPhone 12 Pro là ngon hơn rồi. Tele các bạn cứ tưởng tượng như này nhé, khi các bạn bật nó lên ấy thì mặc định là cái tiêu cự của nó dài mà, thì mặc định là cái bức ảnh gốc của nó là nó đã xa hơn gấp 2 lần so với cái camera bình thường rồi. Các bạn hình dung được không ạ? Đấy, còn khi mà chúng ta sử dụng cái zoom 2x ở trên iPhone 14 thì nó sẽ là zoom số nhé các bạn nhé. Nghĩa là các bạn cứ tưởng tượng là nó cũng giống như kiểu một bức ảnh được chụp ra từ iPhone 14 bằng camera chính, nhưng mà nó sẽ zoom nó lên. Đấy, và sau nó cắt cái đoạn ở đoạn giữa đi. Các bạn hình dung được không ạ? Để tạo ra cái bức ảnh 2x. Đấy, thế thì chắc chắn là nó sẽ không để bằng được camera tele trên iPhone 12 Pro rồi. Đấy, tuy nhiên vấn đề đây là gì? Đấy là cái zoom số của cái iPhone 14 zoom lên 2x của một chiếc điện thoại zoom số 2x của một chiếc điện thoại thì nó sẽ chưa đến mức độ khiến chúng ta cảm thấy là bị vỡ hình đâu, chắc chắn đấy. Thậm chí là zoom số thì mình thấy là zoom đến tầm khoảng 4x, 5x vẫn ở mức độ chấp nhận được nha các bạn nhé. Đấy. Còn chụp ảnh bài giảng thì tất nhiên có camera tele như kiểu là iPhone 12 Pro thì nó sẽ tốt hơn rồi. Nhưng mà chắc chắn nếu mà chỉ cần để nhìn rõ cái bài giảng ấy thì là iPhone 14 cũng là đủ rồi. Đấy là mình nói thật. Còn giữa iPhone 12 Pro với iPhone 14 ấy, thì mình nghĩ là cái iPhone 14 nó sẽ nhỉnh hơn đấy. Đấy. Nếu chúng ta bỏ qua cái yếu tố về cái camera chỉ để chụp ảnh về bài giảng thì không nhất thiết phải cần đến 12 Pro đâu. Đấy. Thì mình nghĩ là nên mua iPhone 14 nó sẽ hợp lý hơn về tổng quan đấy nhá. Còn nếu bạn chỉ tập trung vào mỗi camera không thì rõ ràng chốt luôn mua 12 Pro. Rồi, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Câu hỏi đến từ bạn xin 10k mua Coca. Bạn hỏi là cho em hỏi là trong tầm giá 9 triệu thì mua máy gì để chụp ảnh? Chỉ máy tàu và không phân biệt cũ mới sách tay ạ. Nghĩa là bạn chỉ thích máy Trung Quốc thôi, đúng không? Thế thì có bạn thì tư vấn ở đây là Realme 10 Pro Plus, camera 108 chấm, giá 6 triệu. Thế thì mình nghĩ là cũng không cần phải đến tận mình nghĩ đúng rồi, cũng không nhất thiết phải cần đến 9 triệu đâu. Bỏ tầm 7-8 triệu thôi. Nhưng mà mình sẽ không lựa chọn Realme 10 Pro Plus, mà mình sẽ lựa chọn có thể là Realme GT Neo 3 nó cũng tốt mà. Đấy, để cho những cái thứ khác của nó ổn hơn, ví dụ như hiệu năng cái thứ nó sẽ tốt hơn, đúng nào. Còn Realme 10 Pro Plus cũng được, cũng là một con camera ngon đấy. Nhưng mà vấn đề là đấy là cái hiệu năng của nó chắc chắn là so với GT Neo 3 là sẽ thua xa và nó sẽ không phải bằng được. Đấy, thì cá nhân mình sẽ lựa chọn GT Neo 3, có số tiền thừa còn lại để đi làm việc khác, được chưa? Rồi, và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.